XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào khán giả với channel. Ngày hôm nay thì series review đồng hồ của chúng tôi đã quay trở lại cùng với chiếc Citizen AN344002L. Đây là một chiếc đồng hồ có 6 kim, 1 lịch và có chức năng chronograph. Với size mặt là 42mm. Ở bên ngoài thì các bạn có thể thấy được rằng là nó giống như một chiếc đồng hồ lặn đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái vòng bezel này được làm giả định và chúng ta không thể xoay được. Tôi chỉ gọi tạm gọi là vòng bezel thôi. Và điểm nhấn và vòng bezel này cũng chính là điểm nhấn của chiếc đồng hồ này, được sơn màu tím than, xen kẽ với đó chính là những cái cọc phút 10, 20 cho đến 50. Và xen kẽ những cái cọc phút này đó chính là những cái con ốc vít cũng được làm giả định. Không thể vặn được. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn nó rất giống một chiếc đồng hồ lặn và rất là khỏe khoắn thời trang. Phần dial của chiếc đồng hồ này thì có vòng ngoài cùng chính là các mốc giờ. Các cọc mốc giờ này thì cũng được làm bằng thép rất là sáng, được làm nổi rất là sáng bóng và rất là nổi bật. Ngoài ra thì phần đầu ngoài của các mốc giờ này thì có thêm phần dạ quang nữa. Thì cái này thì trong bóng tối chúng ta sẽ quan sát dễ hơn. Phần dạ quang được gắn ở các đầu các mốc giờ này. Tuy có góc 12 giờ, 3 giờ, 6 giờ và 9 giờ thì là không có dạ quang và không có được làm mốc giờ nổi, mà sẽ hiển thị là số. Vòng trong nữa thì chúng ta cùng đến với, đây là một cái viền kim loại màu ghi bạc và nó có các vạch chia phút, ghi các cái phút lẻ so le với các cái phút ở ngoài vòng bezel. Ví dụ như ở ngoài vòng bezel thì chúng ta ở đây chúng ta là không có, đây là phút 0 này, ở đây là phút 10, thì ở vòng bên trong thì sẽ là phút 5, phút 25, phút 35, phút 55. Bên trong cùng thì tất nhiên là hai đồng hồ dành cho chức năng chronograph và một đồng hồ kim giây phụ lúc nào cũng chạy. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ thử nghiệm tính năng chronograph trên chiếc đồng hồ này cho các bạn, để các bạn xem. Ở đồng hồ dưới góc 12 giờ này thì biểu thị phút của chức năng chronograph, và đồng hồ ở góc 9 giờ biểu thị giờ của chức năng chronograph, nó có thể đếm được 12 giờ. Và mỗi lần mà quay hết, mỗi lần mà kim dây quay được một vòng, kim dây màu đỏ, sơn màu đỏ quay một vòng thì vòng đồng hồ ở trên dưới góc 12 giờ thì cũng sẽ quay, thì sẽ nhích được một phút. Bây giờ khi mà tôi bật chức năng bấm giờ thì một lát nữa thì các bạn sẽ thấy là kim phút ở đồng hồ chronograph nó sẽ di chuyển. Chúng ta bắt đầu bấm giờ từ bây giờ. Vào bên trong nữa thì về phần dial của chiếc đồng hồ này thì các bạn có thể thấy được rằng là cái phần đồng hồ dây phụ này thì được làm ở trên nền của một cái phần, nó được chia rất là rõ ràng ở trong này, chia khu vực ra, và phần này thì được đánh vân. Theo tôi quan sát được, đây là một loại vân giống như kiểu vỏ con sò, tôi tạm gọi là vân sò. Và logo của Citizen thì được in khá là nhỏ và nhìn trông rất là nhã nhặn, thanh lịch. Ở chính giữa, thẳng góc 3 giờ sang, và bên cạnh góc 3 giờ, đó chính là lịch ngày. Rất là dễ quan sát và cũng không quá phức tạp so với những chiếc đồng hồ chronograph của Casio đúng không ạ? Bên trong phần kim và phần bộ kim của chiếc đồng hồ này thì hai kim là kim giờ và kim phút đều được gắn dạ quang, được làm to bản. Riêng kim dây thì được làm rất là mảnh và sơn màu đỏ, khá là tinh tế. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu bộ máy của chiếc Citizen này. Và nghiêng đi một chút thì chúng ta có thể đọc được bộ máy này, đó chính là bộ máy 0510S076129 với khả năng chống nước là 100m 10 PA, khá là ấn tượng. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với phần dây của chiếc đồng hồ này. Thì các bạn có thể thấy là một màu dây vải màu tím than, nhìn rất là sang trọng và phù hợp với những bộ trang phục đường phố. Chúng ta có thể đi chơi, chúng ta đeo chiếc đồng hồ này rất là khỏe khoắn, rất là phù hợp. Màu tím than và những cái đường chỉ này thì là chỉ màu trắng, nhìn thì nó sẽ giúp cho cái chiếc đồng hồ này trở nên trẻ trung hơn rất nhiều. Đây là một loại dây có hai lớp, mặt trước thì là bằng dây dù, dây vải, và mặt sau là làm bằng dây da. Thì cái điều này nhà sản xuất tích hợp vào đây thì sẽ giúp cho chúng ta khi mà đeo thì nó sẽ cảm giác là mềm mại hơn rất là nhiều. Ngoài ra ở cái phần dây đeo này thì
nhà sản xuất cũng tính được luôn cái trường hợp dây dù thì bình thường khi mà chúng ta xỏ lỗ ở đây, nếu mà chúng ta không có những cái vòng đai sắt này thì nó rất hay dễ là bị sổ lông. Bây giờ tôi sẽ lấy ví dụ cho các bạn, ví dụ như chiếc Seiko 5 quân đội này chẳng hạn. Nhà sản xuất cũng tính là đưa vào đây một phần da nhỏ và đục lỗ ở đây để khi chúng ta xỏ dây thì nó sẽ không bị sổ lông. Tuy nhiên thì nó vẫn có hiện tượng bị sổ lông. Dây da nó không thể chắc chắn và nó không thể nào mà đẹp mắt như cái vòng đai thép của Citizen được. Các bạn có thể thấy vòng đai thép ở đây rất chắc chắn và chúng ta rất là dễ cài đúng không ạ? Nó không bị mắc, không bị vướng khi mà những cái sợi vải nó bị xù ra. Mặc dù được là làm bằng dây dù, dây vải nhưng mà tuy nhiên thì nhà sản xuất Citizen vẫn rất là tinh tế khi mà đưa logo của Citizen vào phần khóa được chạm chìm ở đây. Và tổng quan chiếc đồng hồ này theo đánh giá của cá nhân tôi thì nó sẽ phù hợp với những người dưới 30 tuổi hoặc là trên 30 tuổi nhưng mà chúng ta vẫn có được một cái phong cách ăn mặc trẻ trung khi mà chúng ta đi dạo phố hoặc chúng ta đi chơi, rất là phù hợp và khỏe khoắn. Và với cái màu xanh tím than như thế này thì tôi nghĩ là sẽ phù hợp với những người mệnh thủy và những người mệnh mộc. Bởi vì như chúng ta đã biết thì thủy sinh mộc đúng không ạ? Mệnh chính thì sẽ là mệnh thủy, còn đâu thì chúng ta những người mệnh mộc cũng hoàn toàn có thể sử dụng chiếc đồng hồ này. Và trên đây chính là những đánh giá tổng quan của cá nhân tôi về chiếc đồng hồ Citizen có chức năng chronograph này. Các bạn nghĩ sao về sản phẩm này thì hãy comment góp ý với chúng tôi để chúng ta cùng thảo luận. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Các bạn đang theo dõi X-Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của X-Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.